Đây là anh vệ sĩ của anh Johnny Đặng. Trời ơi, anh đang vô đứng với anh Đặng. Trời ơi. Tụi con quá mẹ. Đây bên là thịt bò quay gu nha các bạn. Này phải order thêm hay sao anh? Ú, đã vô, đã. Nói nữa anh. Đã à. Đã. Cảm nghĩ sao bạn? Cảm nghĩ anh? Bạn Vương mình... Im anh biết không? Nước chanh. Cảm ơn anh Johnny. Bây giờ mình sẽ quay cho bạn coi thử khẩu súng của anh Vương là bữa giờ chưa quay, không giấu trong này, là bữa mình cũng thấy rồi nhưng mà không quay cho bạn xem. Đây là một cái súng bình thường, ví dụ cây này mua chừng 5.000 đô thôi. À. AK-47 cây này chừng 5.000 nhưng mà liên thanh là ba mấy 40.000 cây. Hồi đó mình mua là 30, giờ lên 40 rồi. 40.000 cây này các bạn. Mấy dân chơi thì cái cây này gần tỷ à. Cây này là cây mình thích nhất nè. Trời ơi, năm 2CF nhớ cái súng này chưa? Này là B51 phải không? Gần, đúng rồi, cây này là B51, Đại Liên. Súng này gặp Vương Phạm là thấy chịu thua rồi đó. Rồi, vậy đi. Mới vừa review pha súng của Vương Phạm xong. Thế à? Dạ. Ồ, má nó to chó. Ok bạn, sau khi mua cộng dây chuyền xong giờ chúng ta sẽ đi ăn gọi là rửa cộng dây chuyền với anh Johnny Đặng. Đây là chiếc Rolls Royce của ảnh nè. Đó, 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 đó. Ghê chưa? Anh muốn đi Uber thì đăng ký cho đi Đặng Uber không? Đó, cho đi Đặng Uber. Chuyên nghiệp đó. Đó. Trời ơi, nay có tài xế xịn nha các bạn. Đi ăn rửa cộng dây chuyền. Đó. Em ngồi trước, cho anh đó. Ok, vô nào, vô anh ngồi đi. Trời ơi. Hai ông bự con, mỗi người bên đi. Đó. Ghê chưa, hai anh đây, hai anh đó hả, hai anh cameraman đó hả, rất là chuyên nghiệp quay nãy giờ cho mình. Ok rồi, đây là phiên mình lên. Trời ơi, tài xế xịn, tài xế xịn. Trời ơi, ngồi gì quá nào, mình sẽ làm tài xế. Oh, trời ơi, ông đập cũng bể cửa tự động mà ông vô ông đập. Trời ơi, tái biết xe Rolls Royce giống như đập xe Toyota vậy đó. Làm đang ông đang vui cho tiện mình đập phải ông đứng hình luôn. Ngồi sau đây đó. Ok, lên vâng. Bây giờ ngồi này vừa đợi này, cái sau đó có nút á. Trời ơi, đập cửa, trời ơi, má ơi, đập cửa. Đập bóng đóng lại. Tại cửa này đóng nhẹ lắm. Toàn là dân nồi còn nồi đồng cối đá là đầu đi ron ron nha các bạn, thông cảm nha, má lên đập xi. Thông cảm nha, đập bụng muốn bể tim á. Trời ơi. Đập đây mình boy muốn bể tim á. Boy chiếc này gì chiếc này sót quá. Đó. Sao đời ta ba đời nó mà. À, Vương là mua chiếc này anh cho này ơi. Ok các bạn nhớ nha, Vương vài bữa làm cho. Ôi này chuẩn bị chiếc này đi du học chơi chiếc Rolls Royce. À, dạ. Có nhiều 300.000 với nhiều. 300.000. Trời ơi. Đã quá đã các bạn ơi, trời ơi. Em ru ha. Em ru. Kẹp nghỉ nha mấy anh sao? Kẹp nghỉ sao? Phê quá, hết biết kẹp nghỉ. Phê quá không? Quá phê luôn. Đây mình mình review cái. Đó, đây các bạn, đây mình sẽ review xe của anh Johnny Đặng cho bạn coi. Trên này nó có cái nóc, là sẽ mở ra anh. À, đây đúng rồi hả? Đây mở ra. Đó. Sunroof. Đó. Vậy là em ru không em ru. Cái này nút SOS này nào, cái độ chỗ đã kính đâu. Này làm ví dụ có gì xe xe giỡn hơn xe mình các bạn, xe mình Camry có chỗ để kính đàng hoàng, xe này không có. Kéo học ra à, hả? À. Cũng học giống như xe Camry mình, không có khác gì đâu. Thôi đừng có nói làm hơi êm chút phải không em ạ, không khác cái gì. Trời ơi, ở dưới có chai rượu, chai rượu, uống rượu mở, uống rượu cái này là gì anh, có cái nút này làm gì? Nút này đóng AC á. À, đóng IC, mở IC hả? Mở. Cái này mở ra là sao? Cái hơi ra. À, hơi ra. Hay ho. Xịn nha. Còn cái này 1 5 6 7 8 ra lại gì anh? Này mấy cái bỏ CD. Bây giờ thay CD giá rồi. À. Hồi nay ai dùng CD nữa? Ủa, cái tụi xe này mà đông rồi nó vẫn còn CD luôn anh? Này nó cũ. Đời cũ nó vẫn CD. À. Được khóa, đây là control. Control. Bắt control rồi tụi lum lại hết. Trong này là gì đây? Mở này lại còn nữa nè. Cớp. À, này cớp. Đây các bạn. Oh, sorry. trời Rolls Royce toàn là chơi kiểu này không à. Đó. Yếu tim là Johnny này yếu tim. Đó. Đây là đẩy ra vô nữa không? À, xịn quá.
Bên này có nói Apple CarPlay đâu gì không? Đúng rồi. Đó luôn anh. Radio. À, radio. Cái này là gì anh? Wi-Fi hả? Cái này radio ấy thôi. Giống như để bắt satellite. Cái này về CD. Quá ngon luôn. Lúc AC những làm. Cái này là lãi số tay đúng không anh? Nó bực mở thôi. Này là số để mình số tay. Yeah. À số tay. Nhạc số á. Số tự động thôi à. Rồi lúc anh thắng anh có giữ không hay là anh nhảy rồi nó vẫn giữ cho anh? No, vẫn phải thắng. À. Đầu nó mình phát lên á thì nó mới giữ. Đó. Tất cả nút còn cho đây. Thấy không? Đây hả? À. Nó còn cho lại đã công nhận đây mình voi rồi ha, mình làm rẫy mà vài bước phải mua chiếc Rolls Royce chạy rồi ở sau này có gì đây để review luôn nè. Đâu chai rượu chỗ nào đâu anh? À, tại vì nay mình rồi, đi 5 người đâm ra đúng là đi 4 người thì nó mở ngay khung giữa nó sẽ có chai rượu giữa chai rượu à ngồi lên chai rượu luôn rồi đứng lại mình mở ra làm sót rượu ha. À đúng là sót rượu đó. Đây là review sơ sơ các bạn coi chứ thật sự là đi chính là đi qua ăn rửa cốc dây chiền à rửa nữa nha cho nó cũ tối nay mình được khoa đãi cò lý đúng không đi ra mà là rửa mà ok rồi rửa bên gì bên này là bên buffet nên chắc nó cũng không mắc đúng không các bạn đúng rồi không mắc đâu mẹ vậy là giải tán rồi trong cái nghề như nhiều trời ơi thôi có anh đó đây mình ngồi trong hai người á trong hai người hả trời ơi mẹ ơi rửa này là sáng cái dây chuyền luôn á đúng rồi rửa này là kiểu này là đeo dễ bị giật lắm bạn rửa mà tới 1200 kiểu này là chết rồi. Cái này là gì anh? Này là gì? À, đề về máy lạnh. À. Máy lạnh và máy nóng. À. Xe này hút thuốc là tự hút ra ngoài luôn. Là tự đốt. Thì nuốt luôn khói. Nuốt luôn khói. Vô xe này hút nuốt là nuốt luôn khói. À. Hay không? Đi mình chỉnh nè, đó mình chỉnh đều chỉnh nữa. Ừ. Thì nó cái này là để hút thuốc anh? Hút thuốc, là bấm vô đây. Kỳ vậy? Đây nè, đó, à. Lửa. À, lấy lửa. Đâu, lửa đâu anh? Mày để chặt nó mới nóng chứ. À. Nhưng mày nghĩ cái này giờ nó cắt lại giờ tại bây giờ giờ không đâu ai hút thuốc à, xe. Ok. Là nó, đó, lên nóng nè. À, nóng lại văng ra vậy hả? À, nóng lại văng ra. À, nóng thiệt kìa. Có đưa thuốc con mồi thử đi. À, thôi rồi. Ok, review sơ sơ, em lo chuẩn bị tới đi ăn con thử bên kia chuyện 120 người thấy ngon không bạn? Anh kêu đi qua đây ăn. À, anh kêu ăn đồ Việt Nam hoài à. À chán, bây giờ chuyển qua đi ăn đồ Mỹ. Con thử là đi vào đây đi qua Texas đó là bạn phải ăn đồ Mỹ, đồ bò, kiểu tại à bò. Texas mình về rất là nổi tiếng về bò. Dạ. Yeah. Nó giống như cowboy mà. À. Mình đi ăn về steak hay về bò thử coi. Ok. Đi ăn nhiều steak lắm rồi đó. Thì thử cái bò với steak kiểu style kiểu Texas bên này như thế nào. Nói chung là mình còn rất nhiều hoạt động hay hấp dẫn anh Johnny, anh Vương ở sau lưng này. Đó. 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 Các bạn nhớ đón xem. Vương nốt tiêu rồi. Không nốt rồi. Đây đèn đen loại đèn đen kia. À. Ok các bạn, chúng ta đã tới buffet. Anh vô dưới đặng với anh Vương giới thiệu. Đó anh Vương. Cúi đầu chào. Cúi đầu chào. Trời ơi, bảo vệ. Bảo vệ anh vô dưới đặng các bạn thấy không? Trời ơi. Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ kêu lên trước đây nè, sẽ đi chậm cái gì? Lên trước lên vui. Nó phải đi sau để nó make sure you get. Ồ, đây các bạn vô trong này. Rồi. À, cái này là vô đây ăn bạn được ăn tất cả mọi thứ mà bạn muốn đúng không anh? À, đúng ăn rồi. Tất cả mọi thứ mình muốn đây mà muốn đây rất là đặc biệt bởi vì cái chỗ này nó ăn nó gọi là buffet Việt Nam biết buffet rồi. Dạ. Nhưng mà nó tới nó cắt cho mình chứ phải mình tự lấy à. Nó có khoảng 27 loại food nó tới à. Nó ăn nó cắt. Đây là nổi rất là nổi tiếng nghĩa là bạn tới Texas là bạn phải thử cái này à, thử cái này Hi. Very good. Yeah, I'm checking my phone. Hả? Đây là anh vệ sĩ của anh Johnny Đặng. Trời ơi, anh đang vô đứng với anh Đặng. Trời ơi. Bự con quá mẹ, bự gấp đôi mình. Trời ơi, quá to luôn. Ok. Đông quá đông.
I have the reservation at 8:30 for 10. And yes? Yes. What is the name? Anh Vương đang làm chưa? Yeah. Ăn lại lần nào chưa? Chưa, ăn lên chưa. Kì chỗ cũng giống giống vậy. Giống vậy hả? Ngon không? Ok, cũng ngon. À, anh sao? Anh Nghiệp sao? Anh Nghiệp ăn chưa? Đấy rồi. Chưa luôn hả? Đó, giờ cho thử. Cho thử các bạn. Giờ là đang chờ đợi, nghĩa là sau khi chờ đợi là mình sẽ ngồi đây mình uống. Mình uống. Đi hơi sớm. À. Từ từ Việt Nam trẻ, giờ chị lấy đi. Give me some Hennessy and Coke. Hennessy and Coke? No, cranberry. With cranberry? Cranberry Hennessy. Uống gì em? Uống gì em? Uống đá chanh đi. Hả? Có không? Có đá chanh không? Lemonade for you. Oh, just a lemonade? Just a lemonade. Anyone else care for any drink? Can we have some bread? Have yeah, some I can get you all some bread. I want a lemonade. A lemonade as well? Anyone else? Lemonade? Yeah. Yeah, give me lemonade too. I'll give you lemonade. Okay. No, no Hennessy? No Hennessy, I drink later. 5 lemonades and some bread? Right. Yeah. Alright. Nghĩa là ở đây là sau khi chờ là mình được uống miễn phí hả? Không. Không hả? Được miễn phí. Là sao? Là tí nữa mình trả. If you guys wanted, we have a little lounge area over there with some chairs. Right there, you got the chair. À, nãy anh gọi cho anh này tới hả? Bảo vệ ở đây luôn hả? À, thằng thứ hai. Thứ hai? Công nhận. Đi với anh cho Đặng là có hai bảo vệ luôn các bạn. Trước sau. Nhìn ngầu không? Mình không sợ bị cướp, sợ qua ai cướp thôi. Đá chanh này hả? Miễn phí hả? Có đi với anh vô Đặng là miễn phí hết nha các bạn. Lúc nào anh trẻ sau. Công nhận đi với anh đại gia Houston rất khác. Khỏe hai đại gia luôn nhá. Một hai đây, trời ơi, đại gia giúp Lào nè. Có tiền đỡ mất tiền đúng không? Giúp Lào hả? Chơi mà. Bánh gì đây? Đây bạn. Đây miễn phí anh. Bánh này với để nó nở ra để nó hồi vô mình hết lại. Đúng rồi. Nó ngon, nó bánh này là ngon lắm em. Này giống bánh kem hả? Nóng ngọt. Nóng ngọt. Nóng ngọt. Đấy bảo vệ gì mà to quá to. Đi mà không thấy anh làm đi ở đâu luôn á. Đúng rồi, bây giờ chuẩn bị mà. Ok bạn, giờ vô thay chân mình vô coi buffet là cái gì. Trời nó đông quá vậy. Rồi, ngồi đây đi. Rồi, ngồi đây hả? Rồi, ngồi đây đi anh, ngồi giữa đi. Để cho anh Vương ngồi bên đó. Vương đâu? Rồi ngồi anh góc bên kia. Để đi kia. Rồi góc bên này nè. Ngồi đây. Nè. Do you have the table for two? How you doing, man? You need a table for them? Yes, sir. Yeah. For them too. I got a table for me. Đây ha, ngồi đây ha. Yeah, I have a table for you. Yeah, give me table, two or three would be good. Okay, just give it a second. We don't have a table right now. Give it a second. Nó có hai mặt. À. À, một mặt thấy không? No thank you. À, no thank you. Là cái gì mình no, mình đặt cái này á, nó sẽ không mang thức tới cho mình nữa. À. Nếu mình đặt tên á, là cái yes. Dạ. Yes, là please. Nó mang thức tới, nó để ở đây á. Nó có mang tới, nó cắt thịt cho mình. À. Nó ăn từng miếng, ăn hoài, từ nào no thôi. Ăn no lặn, nghỉ. Lặn, nghỉ. Thế là ở đây là buffet là không có đi vòng vòng. Đúng chỉ rồi. Ngồi ở chỗ thôi. Nó mang tới. Tao như bánh bài á, ăn nghỉ, ăn nghỉ. Đó. Salad đó, thì nó có cái salad bo mình ra mình lấy. À, ok, okay đi. Salad. Ok. Để cho anh à. À, để anh vô đặt đi, anh dẫn đường. Vô đây các bạn. Mọi người dĩa vậy hả? À, đang với thịt hả? Cái này lấy salad. Để tí nữa đứng ngoài. Để em gấp cho anh. Đây, salad ở đây. Đóng các loại salad. Cái loại salad. Thì đây là bạn có lựa salad để ăn chung với thịt bò. Tại vì hiện tại sẽ cắt thịt bò trên bàn cho mình. Thì cái lựa này là gì anh? Hả? Này là gì ta? Phô mai. Măng.
măng hả? Măng của mình á. Phải không? Đúng rồi. Măng hả? Này măng. Thử coi. À. Sorry. Sorry. Bảo là phải ăn này hả? À. Chuyên nghiệp phải không? Ăn mấy lần rồi anh? Hả? Ăn ở đây mấy lần rồi anh? Ăn thường, thích ăn ở đây. Thôi ăn đây hả? Rồi. Một đống. Này là gì anh? À... cái gì mà nấu nước uống mát đó ta? À, batiso. Batiso. À. Nắm. Cái hồi không ăn hả anh? Này là gì? Đó, salmon đó. Smoked salmon. Smoked salmon. Cá. Cá mà nướng sơ thôi à. Nóng ngon nào cho mà ăn thử đi. Cái này hình như là cái dăm bông của tụi nó đúng không? Anh. Cái gì là gì ta? À, dăm bông mà cái này gọi là gì anh? Cái đó gọi là gì? Thịt ngồi. Gì vậy anh ăn gì đó nhiều vậy? Cái này là khoai ớt không ơi. Cái gì đó? Gì? Cái dây dưa leo. Dưa leo. Dưa leo nhỏ xíu. Dưa leo nhỏ xíu. Ớt vậy anh? Thấy anh thích ăn ớt lắm mà. Dạ à, đó, ăn ớt đi. Mình ớt là số 1. Chiên ra ăn ớt luôn. Ớt luôn. Đây là mấy cái đồ tươi giống như là... À dưa. Bacon. Ồ, cái của mình nè. Cái gì đó? À, cà giấy dê. Cà giấy dê. Cà tím. Cái này là gì? Cái này dưa leo đúng không? Phải dưa leo hả? Cà tím. Salad. Ở kia ớt chuông kìa. Nhìn chán á. Cà chua. Đó. Cho chanh, cho chanh để làm gì vậy anh? Để chân hả? Chanh để chân gì hả? Đu đủ. Không ăn đu đủ hả? Khói salad này. À, là mỗi người làm một cái dĩa bự như vậy nha các bạn. Để ăn rau chung với thịt. Ăn này xong no cha rồi nó ăn thịt đó. Rồi. Làm gì vậy anh? Anh trang gì dữ vậy? Cái này là ranch. Ranch. Cái nước the rest, Italy dressing đó. Mặn hả? Không hả? Nhưng mà ngon lắm. Ngon. Bỏ đó ranger. Rồi. Đi. Ok. Anh đi về. Rồi anh Thảo lấy nha. Lấy đây, lấy đây. Ok hả? Quay lại. Đi giúp quay lại. Đi đâu? À, chuyên nghiệp quá. Trời, nó đông. Đó. Đó là hướng dẫn chi tiết các bạn xem. Nếu các bạn qua Texas nên ghé Foco đi cho. À. Của Brazil. Brazil. Gọi là gì anh? Foco hả? À. Ok. Rồi, đem thịt tới luôn nè. Này là gì đây? Ok, yes. Yeah. How you like your meat? Medium, medium rare, medium raw. Medium rare, medium rare. Okay. Yeah, with the top. No, you better help me with this. Ah, yeah. We need some red wine. Aha. Nice. Go ahead, sit down. Okay. Quá đã luôn. Okay. Yes. Lamb. A little. Yeah. Ai ơi, thịt tới quá trời. No, no, a little. Yeah. Thank you. Oh, okay. À. Bỏ đây nè. Yeah, I need lunch. Guys in the house special picanhas, a Brazilian ceremony. What is this? This is picanhas, a Brazilian ceremony. Okay, okay, okay. Medium. Yeah. Okay. Ah, okay. Ah, we good right now. Just stop so I can eat. Aha. Ok. Đây rồi, thịt quá trời thịt luôn.
Đây của em đúng không? Đúng rồi. Sao em cục này bự vậy? Đây của anh nè. Ờ vậy hả? Cục này của em nè. Ok. À. Ăn tay trái tay phải. Em ăn tay trái. Ờ vậy hả? Ok, nó có cái sốt. Ok. Đó giờ đang sốt này hả? À, chỗ này nó có cái sốt luôn nha các bạn. Đó, nó sốt là như gì? À. Mẹ nó rất cái thịt tới cũng được. Thịt tới liên tục các bạn. Anh Vương ăn gì nè? Quay quay anh Vương đi anh Nghiệp. Yes, that's good. Just class, two class. Yeah. Yes. It's picanha with garlic sauce. Oh, I like it. Yeah. Ah, yeah, thank you. Beef, like, yeah, it's one more. What we get? Okay. See this? Now 10. Mẹ ăn nó nhỏ. Nó vô hình hết không vậy? Ba anh em vô hết chưa? Ngồi gì xa vậy? Chít qua hả? Ok, xếp giữa đi cho tụi mình. Xếp qua bị chặt á. Xếp qua, xếp qua đây anh. Xếp qua, xếp qua, xếp qua, xếp qua cho nó đẹp. Ok, good. Rồi. Rồi, ba anh em vô hình hết rồi đó. Hình ảnh đầy đủ. Đầy đủ. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ha. Đó. Ghê không? Là food review luôn ạ. À. Đúng rồi. Bây giờ bé Kim Cương với mà food review đúng không anh? Đúng rồi. Aha. What's up, man? Beautiful girl. Đó là ngồi, ngồi đây là của thằng ấy. À, mời các bạn nha. Mình anh Vương anh đòi team ăn thì mình review sơ sơ. Bạn coi thì như là anh Jody Đặng nói là như vé vô là 120 người. Ăn thoải mái. Đó. Don't tell me 6ix9ine is the reason you have on the security, man. Huh? You got the security because 6ix9ine or what? Đây là cắt thịt bò hả bạn? Thank you anh. Ngon quá anh. Đây quay gu hả? Đây là thịt bò quay gu nha các bạn. Này phải order thêm hay sao anh? 200 combo. 200 order thêm. À đây là order thêm nha các bạn. Đúng rồi. Này phải đi với anh vô đi Đặng mới biết biết nhiều lắm. Đây là rất là đặc biệt. Đây mềm mà, thịt mềm mà. Mềm mà nó thịt rất là ngon. À. Đã vô, đã. Nice. Yes. Oh. Thank you. Is it really bite? Yeah. Trời ơi. Mình đã. Đã nóng rồi. Đã nóng á. Ngoài đây có tất cả là 27 loại New York strip. New York strip. Strip. New York strip and ribeye. Wagyu. Wagyu in America, not Australia. American. It's medium rare. You put a little bit on the block south. Oh, it's rare. A little bit on the block south. Yeah. It's medium. Medium rare. Nah. This New York strip. Yes, this ribeye. It's Wagyu. Yeah. Wagyu New York strip and the Wagyu ribeye. But the question is, this Wagyu came from Australia. What came from Australia? Right. So this Wagyu, Australia Wagyu, is in America. It's actually Australian Wagyu, Japanese style, A5. Yes, I know. Okay. Thank good. You. Đây là bò Wagyu của Úc. More healthy, the chili cabbage style. Là theo kiểu Nhật. The kosher sauce. Do you like more salt than kosher sauce? Yeah. Okay, I know. Chuyện gì nè? Nhưng mà đang Covid. Rắc đi anh. Rắc muối đi. Rắc muối đi. Để coi anh Johnny rắc muối nè. Phải. Yes. Được rồi, đi đắt. Đi. No, it's too much. Too much. Then I'm in Subway. Yeah. Yeah, nice. We do Asian style. Đây, bạn có thể ăn theo kiểu này bạn thích. Trời ơi, thịt nó tái nhìn đã không? Đó, bạn muốn cho nó chín chín thì bạn ấy định vô. Đó. Rồi. Mình vậy là được rồi các bạn. Wagyu không còn chín lắm. Rồi, giờ ăn thử nè. Mềm lắm á. Ngon. Đúng hiệu luôn á. Đúng hiệu luôn hả? Đúng rồi. Đây mình ăn thử coi đúng hiệu không nha.
quay cua đúng hiệu. À đây các bạn. Trời ơi. Đúng hiệu hôm nay. Chiên. Cắt hẳn rồi. Mềm. Ngon. Ngon nữa anh. Sáng hả? À. Đúng rồi. Cảm nghĩ sao bạn? Cảm nghĩ anh? Bạn vừa mình im ăn biết không? Cảm ơn anh Johnny. Vì bữa ăn đúng không? Giống như là thanh thanh God for dinner hả? À. Ok các bạn, sau khi đi ăn tối với anh Duy Đại xong, bây giờ mình đi qua bên anh Vương Phạm để các bạn coi là góc khúc anh Vương Phạm là ông nuôi thú đó, làm gì ông mua rất là nhiều súng. Giờ review các bạn coi pha súng ở trong này là có cái gì hay hấp dẫn cho bạn coi. Mấy ông cứ đòi đi qua bên TikTok là phải review súng. Thì bây giờ mình sẽ review súng với bạn xem. Đây là bây giờ là dân chơi thứ thiệt là súng nha các bạn. Đúng là dân chơi luôn nha các bạn. Đó, đi theo chân mình. Trong này nè. Đó. Bây giờ mình sẽ quay cho bạn coi thử khẩu súng của anh Vương là bữa giờ chưa quay rồi, ông giấu trong này là bữa mình cũng thấy rồi mà không quay cho bạn xem. Thì bữa nay mới vô đây gọi là quay cho bạn xem là đánh giới thiệu. Súng hả? Đây AK47. Trời ơi đây các bạn. Nguyên cái kho của ổng đó, AK47. Thấy chưa? Đó, rồi. Mấy cây này là nó khác với là những cây bình thường là Khoa biết khác sao không? Sao? Mấy cây này nó bắn liên thanh được. Nghĩa là một cái súng bình thường, ví dụ cây này mua chừng 5.000 đô thôi. AK47 cây này chừng 5.000 nhưng mà liên thanh là ba mấy 40.000 cây. Hồi đó mình mua là 30, giờ lên 40 rồi. 40.000 cây này các bạn. Mấy dân chơi thì cái cây này gần tỷ à. Tại vì từ năm 87 cho lên là nó không được. Và sản xuất súng liên thanh nữa cho nên giờ súng liên thanh là nó rất là hạn chế. Này có lưới lê luôn anh. À có lưới lê. Đó. Lưới lê cũng rồi. Đó. Cây này cây thích nhất của Vương đó, hồi đi săn. Rồi đi săn là lấy cây này đi săn ha. Rồi cái đạn là đạn nhiều không? Đạn không nhiều, gắn sẵn luôn vậy nè. Rồi, mỗi người có một sở thích. Bạn nhìn thấy chứ, mình mua cái cọng dây chuyền này ha, ba mấy ngàn, ổng mua cái cọng 40.000. Chạy vô gì thôi, đam mê, súng sẵn luôn, đó. Có Khoa muốn coi những cái sự vô lý của súng không? Lá hồi tôi cho Khoa coi một cục sắt 40.000. Là mắc hơn cái chuyện của em đúng không? Rồi, đây ông này có những thú vui rất là độc lạ, nuôi thú, chơi súng. Mà chơi súng giờ phải cho review bạn kỹ kỹ cho bạn coi nè. Đây, như khẩu này là tên gì? Cậu này phải nhiều khi phải gắn băng đạn vô cho người ta mới biết chứ không gắn băng đạn người ta nhìn người ta khó biết. Trời ơi, là... ở Mỹ á, nghĩa là có mỗi người được sở hữu như một súng, hai súng gì đó, bạn thấy súng đụng rồi đúng không? Anh Vương này là ông chơi nguyên kho luôn, đi nhiều bán CF vậy các bạn. Đây là súng thiệt nha, ba súng đồ chơi đúng không? Súng thiệt. Súng thiệt nha, có ổng nhắm, có đồ ra. Đó. Cái này là cây M16 liên thanh luôn. M16 liên thanh luôn hả? Cái này nhiêu tiền? Cái này hả? Hình như cũng ba mấy ngàn. Đấy hả? Gắn cái này vậy hả? Này cho CF thử ha. Cây này là cây bắn trong CF. Cái này review bạn coi cho chút nó ra là săn thiệt đó nha, ăn săn nai, săn heo rừng đó. Cây này là cây CF á. Là B43 ở trong con tê chai hồi xưa nè. Đạn sao? Vậy hả? Kéo cho nghe vui thôi. Trời nó nặng cái chó. Dễ vậy. Để chỉ đây ghê quá vậy. Cây này kéo đạn nhìn. À. Rồi kéo như vậy chừng nào muốn bắn á là bấm cái này. Rồi. Là kéo cho người ta chừng giờ. Rồi. Ôi mẹ ơi. Có cò nổ á. Rồi với bạn, trời mấy súng thiệt các bạn. Đây, đừng bóp còi nha. Không mà có bóp đâu. Rồi, cái sáo đạn này ghê quá. Không bóp. Rồi, đó, cho vui vậy thôi. Rồi. Đây là review chi tiết cho anh em coi, hồi súng cây súng cắm đó nè. Đây. Cái ông này. Cái này là cây thích nhất nè. Trời ơi, anh em phải xếp nhớ cái súng này chưa? Này là B51 phải không? Gần đúng rồi, cây này là B51. Đại Liên. Gần giống như B51 nhưng của Đức sản xuất. Cây B51 là của Mỹ. Còn cây này là cây S&K. Cây này chắc phải 10 kg á. Hổ nặng đấy chứ. Trời ơi, nay bao nhiêu viên mà bắn là bao nhiêu viên? Nguyên sau đạn. Đạn đâu? Cái thanh đạn nó đâu dễ không biết bạn biết chứ. Đạn sau của nó hả? Anh thả qua xuống đây coi là nè anh mở đây coi cái đạn hả? Đạn tính thôi. Đạn mua là mua bằng bao giống vậy nè. Mua bằng bao mới chịu nổi. Đấy, cho mình coi. Có cái gì? Đấy rồi. Chịu nổi mà. Ở Mỹ là mỗi người có 8 viên, 5 viên gì đó. Chạy vui, ổng chơi nguyên bịch như má mua kém heo không nọ. Bịch này ngàn viên. Trời ơi. Là viên đạn nhiều tiền viên. Tại xưa mua rẻ giờ khoảng đồng, 2 đồng viên. Ừ. Được 2 đồng viên. Kinh khủng. Rồi, xong cái khẩu này. Hai đồng viên là đống này 20.000 rồi nè. Khẩu này nhiêu tiền? Không liên thanh luôn á. Khẩu này nhiêu tiền anh? Khẩu này 100.000. Khẩu này 100.000. Má này 2 tỷ, phải không? Dạ. Đâu. Ông chơi khẩu này 2 tỷ mà mua keo cổ. Đây súng gì nữa? Cũng giống như hồi nãy luôn. Cây này cũng có tay chai nè. Vậy
trong cái này okay. Như cái này mới B43 nè, đúng không? B43 này. Cái này nhiêu tiền? Cái này cũng ba mấy ngàn. Trời ơi má ơi. Mắc con cậu chuyền mình nó lại 7-800 triệu một cây nữa. Bán gì hả? Tại súng của vườn là toàn súng Liên Thành không? Súng Liên Thành nó mắc. Chứ nếu như cây này mà bình thường thì khoảng hình như là cũng 6 ngàn thôi. Ờ, Liên Thành. Mùi má ơi. Nếu như không Liên Thành á là 6 ngàn. Rồi cây này lại gì đây, súng nhắm hả? À, cây này súng đồ chơi. Súng là súng bắn chim thôi. Phan Phan, để mình chim bắn không nha. Rồi, súng chim không coi, tôi đúng không? Đây giống này. Cái gì hả? Chim luôn hả? Súng bắn chim luôn. Nhiêu cây? Cây này á. Cây này cái cây thì 600, cái nồng này thì hình như 2000 như à, nồng giảm thanh. À đây là nồng giảm thanh hả? Ủa chứ trong con trai vậy. Bắn là không nghe gì luôn á, bắn à, không nghe tiếng luôn á. Không nghe phái cây này lắm nè. À vậy hả? Bắn sóc. À. Cây này là chút là phải bắn súng thiệt chứ bắn súng chim làm gì? Ừ. Có không? Thì vậy. Cái đó. Nói sao? Bắn chim luôn hả? Cây này bắn chim đa bàng á. Cây này B46 nè, súng nhắm nè. Cho đâu? AK đâu? Ca phê rồi. Review rồi. Bình đạn kìa. Bé cái này là gì? Tân ký. Cái nào? Cung hả? Cung. Đâu rồi, review cung hả? Cung luôn đi. Sẵn rồi. Ba thấy đạn ngân ký chưa? Cầm ký quá xong rồi cầm thấy mẹ luôn. Trời ơi, cung này làm gì đấy? Cung đi bắn heo, công nghiệp cũng bắn nổi. Ủa heo nữa chứ. Nó cung bắn heo cái này, cây cung này nhiêu tiền? Sắp biết gì rồi, bị gì con gì cắn rồi. Ngàn đô. Nhớ nhỉ. Đây nữa, chơi súng này nữa nè. Súng mấy xài sinh tố. Mấy xe xin tố. Giống cái mấy xe xin tố vậy các bạn. Đây là thú vui là hết sở thú xong rồi chuyển qua chơi cái này để đi săn thú. Mục đích của này cái máy hút bụi không nè. Cái máy hút bụi. Để nguyên hôm này không được cắt nha. Để nguyên cái này nó vui. Súng bắn chim. Đó, súng này súng giảm thanh. Mọi người tưởng yêu động vật nó không vui mấy đó, đồng cầm súng lên đứng ngắm cho vui nè. Con nào yêu con nào ăn gì. Vui á. Yêu hết ăn cái gì? À. Ghê thiệt cái chứ. Còn súng nào người ta còn mấy cây thôi, muốn review hết rồi thôi. Còn đâu, đủ súng rồi kia nữa mà phải không? Súng lục âm. Đó, súng lục âm. Đó, rất là nhiều nha bạn, mình đi ra. Đó, cái này nữa hả? Đây nó là xuất hiện không nha. Cái này cũng là cây Liên Thanh nữa nè. Ồ, này đẹp nè. Cây đó cái súng Linh Mỹ. Trời nhìn đẹp ha. Cái đó cây này giống cái ngày xưa bắn xếp nè. B31 cây này không có tiền vô là nó cho miễn phí nè. Đúng rồi. Lấy khỉ. Mày. Đâu rồi. Cái tiền. Lát khoa lấy cây này. Được ha. Rồi có được không? Này cũng thiệt hay giống giả? Súng thiệt. Thiệt chứ. Liên Thanh luôn á. 35 ngàn. 35 ngàn. Ok, chúng mình bắn thử cái này nhiều cũng thấy cũng được nè. Cái đó phải không? Để vô bắn gì cũng được nè. Ok. Chút nào mình bắn thử với bạn coi thử luôn. Nào cái đồ này. Súng này là phải bỏ súng này là bắn bằng đạn 9 ly. Dạ. Đạn này là bỏ vô đây vậy. À, đạn. À, lát rồi ghê quá ông nội, ghê quá. Quay mà chỉ vô không à, ghê quá. Ok, bắn cái này được nè. Đây bắn cái là nó nổ thiệt đó các bạn. Rồi gọi đây anh. Rồi để gọi ra để nó nổ thiệt. Cái này mấy cây này cây bắn chim ha. Đúng không? Thiệt không? Cái này thiệt không? Cái này AK. AK không? AK đầu tiên. B41 đó. Mấy cây này không cũng sợ. Cây này cũng có cũng sợ nữa. Cây này như 5 ngàn à. 5 ngàn. Cây này không có Liên Thanh. Trời mấy cây mấy trăm triệu mấy trăm triệu mà. Tính là tiền Việt nguyên kho này của anh Vương chắc cũng phải mấy tỷ đó hả? Không nhớ nổi. Không nhớ nổi luôn hả? Nhưng mà ở ngoài kia còn nữa mà Vương. Cây này nó đâu? Cất gì nữa hả? Rồi mấy cái kho này không? Đây nữa nè. Cái súng này nữa nè. Trời ơi. Đây nè. Đây nè anh Thảo thấy không? Trời ơi. Đây đó, Liên Thanh luôn á. Liên Thanh luôn hả? Này nhiêu? Ô nhìn ngẫu quá. Cây này hình như có mười mấy ngàn à. Mười mấy ngàn. Trời ơi, cũng khoảng bằng 300 củ. 300 triệu má ơi. Sao chị để cho ổng mua cái gì vậy chị? Này là đam mê phục vụ đúng không? Này Calio nè, cũng Liên Thanh luôn nè. Trời ơi. Cây này là súng nâng cấp của súng AK. Nhiêu tiền? Cây này hả? Sao mới gửi con đạn qua mày vậy ba? Để coi có đạn hay không chứ, chạy không bóp bóp còn chết nè. Yên tâm không giờ bóp đâu. Lại cầm cầm. Dạ yeah. Cây này là súng bản nâng cấp mới của AK đó. Do Israel sản xuất. Trời. Mà anh mua thường là mua đâu? Ra cái chợ, ra cái cửa hàng súng mua hả? Cửa hàng súng, Vương có mối ruột á. Hồi nào có súng, mấy cái súng này nó hiếm lắm. Phải nói trước nó tao thích súng. Cái hồi nào nó có cái là nó gọi cho mình. Nó nói, ồ tao có cây này bao nhiêu tiền. Ê, bữa nào làm review đi ra tiệm súng mua cây súng đó nha. Ok. Để sạp giờ cho xài súng mà. Dạ sạp giờ cho mang súng thoải mái. Nữa nè các bạn. AK. Cái bán này chắc tự độ rồi đúng không? Gỗ nè. Cái này là AK của Bulgari sản xuất. Bulgari XN rồi chơi lùm lẹ hả? Có xe tăng không?
cái tặng review luôn cho nó đủ bộ. Sẽ tăng thấy anh chưa già. Đang mua. Đang mua. Còn nhiều thiệt quá. Đây là cái trồng học, có gì không? Cho coi lỡ... Đó, coi cho coi luôn hả? Đây gì đây? Cũng giống như cây hồi nãy luôn, nhưng mà cây này nó không có bán, nó cũng liên thanh luôn. Ui, cái này đi sang zombie ngon nè, nó nhanh, nó chạy được đó bạn. Các bạn chơi game bạn biết zombie rồi, không mới ra băng đạn ra luôn rồi. Cũng liên thanh. Nhìn ngầu quá không? Nè đó đâu, đưa anh gắn cho thật rồi. Súng mà mày có gì đâu sợ, đó vậy không bắn là đừng có bắn là được rồi. Nè nè, súng nè, muốn bắn không đàn an toàn nè. Này là bắn từng viên. Rồi. Cái này là bắn nhiều viên. Rồi. Kéo lên cái là bắn nhiều viên. Rồi, cái này đã khó chưa, khó còn chưa? Khó rồi, khó rồi. Đó, nó là gì đúng không? Trời ơi, chưa khó có. Rồi, ok. Rồi, lát hồi bắn thử liên thanh với cây này ha. Rồi, bắn liên thanh nó chút ra, review bắn cho các bạn thêm thử nha. Các bạn điều yêu cầu quá. Giờ review góc quốc không lương phạm nha, nuôi thú về, xong nuôi thú về xong. Để chơi đúng không? Hết chưa? Cái thúc kho thúc là nhìn nhiều, nhiều việc luôn á. Còn kho nó ngoài kia, muốn ra ngoài kia review luôn. Đây, đi luôn á. Sẵn đây luôn đây. Nhiều quá nhiều. Lỡ rồi. Trời ơi, mấy quyền cái kho đạn có súng không? Ô bên này nữa nè, này chút tiền cái dễ vậy. Súng này biết cái này biết không ta? Đâu, cây này, tôi cũng thích cây này lắm. Đây các bạn, này chút tiền không vô. Hả? À, súng đó là... À, đúng rồi, còn kho bên đó nữa hả? Trời ơi, má súng gì vậy? Súng bán sơn hay sao? Trời. Đây là trẻ em qua nè, hồi xưa lính Mỹ chiến tranh thế giới thứ hai là bắn bằng cây này nè. À. Cây này là mình thích lắm. Là liên thanh không? Không, bắn cái gì? Bắn gì hả? Ừ, là chút tiền luôn hả? Cái này cũng hình như cây này không có liên thanh. Cái này nhiêu tiền? Cây thứ nhất là 5 ngàn hả? Ui, súng quá. Cây này cũng liên thanh đó. Một mình anh Vương anh chơi nguyên cái kho gần cái chục tỷ. Thế sợ thế. Cây này da vô. Cũng giống như cây kia luôn, cây này nó liên thanh. Nó bự hơn, nó bắn đạn bự hơn cây kia, cũng bắn từng viên và bắn nhiều viên. Cứ chỉ với cái cameraman. Ừ, dạ, yếu quá. Cameraman nhộp 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 các bạn. Quay mà rung tay luôn á. Quay kho đạn nhộp 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 ném đi. Rồi, rồi. Súng lục đi coi súng lục luôn. Súng lục đây. Ok. Đi quay coi súng lục đây, súng dài, súng trường nhiều, nó ẩm nhiều, trò chơi rất nhiều súng đó. Bên đây nữa hả? Cây này không biết mọi người nhớ bắn lên tay trai biết cây này không ta? Bây bây một bao không? Ủa, trong trong em nó nhỏ xíu mà ngoài này nó to vậy luôn hả? Nó ngoài nó to lắm chứ không nhỏ đâu. Đây hả? Viên đạn nó cỡ này nè. Trời ơi. Trời ơi, súng lên đạn này bắn chuối không khói. Trời ơi. Đây là súng B13 không chơi đúng rồi. À, không có đạn nha các bạn. Đó, nghe vô các bạn. Dự hâu sa mạc đó. Viên đạn nó là chưa có đầu á là bự vậy á. Đạn thì đâu, đưa coi viên đạn thì có ba. Đạn á. Điều cầu cảnh nè. Hả? Đó, mày thấy chưa? Kỹ đó. Cái chữ á, mày thấy chữ nè, mày chữ thấy chữ nè. Desert Eagle. Nghe là Made in China, mày thấy không? Mày mà thấy gì chữ này á? Chỉ cần vô thấy Made in China thấy mẹ luôn. Đó, review súng đầy đủ luôn. Mấy dân chơi vương phạm như vô đi đặng ngoài kia, cái súng nữa. Chút đi săn anh em mình đi săn coi không? Đó, đi săn bắn rồi ha. Ngã thử. Chút nữa anh em mình làm cái story vô phương phạm có bút với lại vô đi đặng đi bắn. Bắn súng à? Bắn súng dạ. Chơi luôn. Rồi súng lục còn nữa không? Súng lục ha. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Giấu hết à? Giấu. Đi đây. Đây các bạn, giờ mình đi ra mình bắn chạy nhanh sẽ bắt được ta. Bắn bộ với ông nội này. Đó. Vô đi đặng. Mới bắn được hả? Mới săn được hả? Hay sao? Mới săn xong. Con này vui với mẹ cái gì? Nắm cái tay giùm cái tay rồi. Súng này gặp Vương Phạm là thấy chịu thua rồi đó. Mới vừa review pha súng với Vương Phạm xong. Thế hả? Mới kiểu này đi tiêu anh. Thua rồi phải không? Tiêu anh cho đi đặng rồi. Quýt cái quan mè giò luôn. Anh vô đặng đây nè, coi pha súng anh Vương Phạm nè. Trời ơi, biểu luôn. Thôi này mình mất. Con này là súng giỏm. Đó, bạn thấy cái fan của anh Vương Phạm mà sau hơn tháng rồi gặp lại nè. Hôm nay hết lục rồi ha. Hết lục rồi. Nhưng mà nó vẫn rất là bày nhầy cuộc sống, vẫn gặp ngủ trong sức chứ mà. Bà mẹ cái giày nè, đang đen trắng, mà đi hồi nó yên thui à. Đấy, cái gì nhậu rồi, tí hết mưa đi. Dạ, dạ. Ok, ok. Đó. Trời ơi, con né rồi, con đầu, con đuôi đứng. Trời ơi.
Đây. Nhìn thấy đâu không? Đây các bạn, con bà tàu của nó cắn mình nè. Mẹ nó giờ nó tới đây nó vẫn còn nó nhăm nhe mình nè các bạn. Mình dễ thương quá vậy nè. Bác sĩ Thuy nói cái con lạc đà này á, cái lực cắn của nó là bóp đầu chết luôn á các bạn, không thấy đùa đâu. Nhưng mà nó cũng dễ thương, phải tí nó ra. Đây đây đây, coi anh hả? Anh Vương Thải có một thao túng của mày đây nữa. Hôm nay là súng liên thanh của Israel sản xuất. Trời, nó đừng quá ơi. Đây đặt. Đây các bạn, má mới lấy súng lục ra em hù anh Vương Thải, em giật mình nè. À, lấy súng nó hù đúng không? Đây, vô đây, vô đây. Sao? Thất khẩu nào? Đó, súng mình tới cho súng này sao? Sao? Ngập. Ngập chưa? Súng hơi. Nhưng mà bắn chết người á. Súng nó bắn chết này, nó bắn chưa? Súng nó bắn viên đạn, nó úp viên đạn. Đấy, cái vỏ cái đạn đâu. Đâu cầm cái súng lên nữa coi nè, chứ bây mình lại có hình thành thì sang nha. Thôi mày giống cái mỗi đi mỗi cây súng mà. Giống như giảm thanh á. Đó. Đó. Đẹp quá. Ừ, để mình có mang cây này. Đó không? Đó. Ủa, tôi vô tặng con chơi súng. Thấy vô tặng chơi súng. Nhiều lắm á. Thấy nó chơi súng mình nhiều rồi. Ngập không? Ngập á. Ngập á. Cái chuyện vui súng. Ôi, con này mấy này nó vừa nó bỏ ngay ha. Đó, mềm tính được. Ở còn nó còn lấy nó cũng để khỏe nữa. Thao xích công nào. Cũng đi săn thích công nào. Cây này cây không chẳng ở đây không được chứ. Ô này chứ đúng sai lầm của mềm. Dạ hả? Đội Diễm Phạm ở đúng không? Đó. Diễm Phạm đó. Đúng không ạ? Nhiều lắm. Mình đang ở trong dạy của Phương Phạm. Phương Phạm dơ cam, may được dơ ngang, may được cầm súng. Không ai mà cầm súng để tay vô cò. Dạ hả? Dạ đúng không ta để ở ngoài vậy nè. Ngoài cò. Ok. Cái này mà đạn này vô cướp được của vô đây cướp của Vương chắc ăn đạn đi. Súng của mình mà đừng ăn đạn. Cái súng này quốc nó cũng đã chết đi. Kinh khủng. Cái đó cây Uzi. Uzi. À Uzi hả, quen ha. Tôi cũng quen trong cái súng mà. Má mình đứng cái tư thế này má nguy hiểm, má chơi con súng mà đứng gì vậy. Bắn đạn đó. Nhìn ghê quá, súng không là súng. À, thử đi anh. Thử đi. Hả? Thử viên à. Rồi, kính thưa các bạn hết. Không có đạn nào đó mới về. Ổn nghe không ạ? Đạn thôi. Cái đạn. Mình ta bắn súng rồi. Đạn nào cái đây có đạn đó. Đạn hay súng. Đạn không? Đạn không? Rồi, có đạn. À, người có thiếu giống như mua vị á. Lấy đạn kìa, lấy đạn. À, đó. Lô. Rồi. Đúng rồi, đúng AK hả? AK. Rồi, cái đạn luôn. Đây là dùng để đó mấy men. Coi súng cầm biết không? Rồi. Coi súng, coi súng. Đi, bắn AK ha. Em có khoảng 50 cây AK gì à? Dạ, AK hả? Dạ, AK. Để mình bắn cái cây chúng em lấy cây liên thanh nhỏ thôi, nãy á. Để cho mình bắn cái đạn ha. Bây giờ quý vị thằng nào mà thường khoa á, về nó mang cây này về rồi. Thế mà thường khoa là sao? Khoa làm gì thường khoa? Thằng khoa nó có nhiều thằng thường lắm. Mà bay chửi bậy hả, thì toán người nhớ. Đúng không? Người ta bắn người nhớ nhưng... Đó. Kích động bạo lực vậy. Quá đã. Ok, chú bị mình với anh chưa đi tặng với anh. Đây là chỉ review chứ không phải là để đi thù nha. Bạn nhớ tóc xem. Rồi ok các bạn, bây giờ là mình với anh Vương là anh vô đi đạn một phiên một team rất là lớn sẽ đi săn. Bây giờ anh Vương sẽ phổ biến luật. À. Luật là bây giờ là xe mình sẽ đi 3-4 chiếc xe vô rừng. Đó xe là đi chiếc xe này vô rừng nha. Rồi. Ai mà đi chiếc này á, thì chạy phía trước. À. Bắn á, thì đi chiếc nào trước á, là bắn phía trước. Gặp heo chạy qua đó là hồi nào là bắn á, là mới được bắn. Chứ tự nhiên nổ súng nha, phải là bắn. À. Trước rồi bắn á, chiếc này chạy trước á, thì được bắn về phía trước. À. Bắn về hai bên. Còn mấy chiếc chạy sau. Rồi. Ba chiếc chạy sau á thì là chỉ bắn về hai bên only. Không bao giờ bắn về phía sau mình, tại phía sau mình nhiều khi có người chạy ra mình không biết. Đúng rồi. Chỉ bắn về hai bên only thôi. À. Dạ phải clear, súng là bắn là lúc nào cũng phải chỉ xuống. Khi nào thấy giơ tay là biết dừng xe lại nha. Đó.
chiếc nào bắn là luôn luôn chỉ là bắn đứng trên chỉ xuống, không bao giờ chỉ lên cao hoặc chỉ ở đây bắn đạn nó bay mấy cây số nó chết người ta. Đó, nhớ nha. Rồi. Đó chỉ vậy thôi, đơn giản thôi. Là mình có một đống xe luôn, lật nó đi với anh vô đặng là anh xe anh kêu là anh ngồi dưới mình mà anh sợ chót. Thiệt tình. Toàn là bạn. Rồi. Bây giờ chạy vô lần á là sẽ gặp chắc chắn sẽ gặp heo hoàng nai chạy ra. Chắc chắn sẽ gặp luôn, giờ này là có rất là nhiều. Tôi sẽ bắn tỉa đứng trên đầu. Rồi, Nghiệp là bắn giỏi nhất cho Nghiệp, Nghiệp cho đây rất giết rất là nhiều heo giờ nay rồi cho Hiệp chạy trước. Đó Hiệp, Nghiệp là sẽ ngồi bên đó. Yumi ngồi sau luôn đi. Đúng rồi, mình giả bộ nó là mình bắn nay rồi. Đúng rồi. Mình bắt được mình muốn làm gì mình làm, ai nói gì được. Đúng rồi. Rồi. Alright, Tường, let's go. Ok, giờ ai ngồi xe này chạy trước nè. Bây giờ Nghiệp lên đó. Người đó được. Nghiệp lên đây. Nào. Rồi, đâu, đâu, đâu. Chú em anh cho đi đặng rồi nào. Không bán, chú Hẹp chở đi sao? Em là em. Đây là team. Không dạ. Vương lái xe này nha. Vương lái anh, Vương lái hả? Dạ, em lái chiếc này cho. Rồi. Ai muốn lên đây để tập ngắm không? Đây. Đây, vô rừng. Mình đang vô đường đường té mà. Đường đó dần á. Mình té anh. Chứ mà, nói quý vị, mình đang vô rừng nha quý vị. Kính thưa quý vị, là hai con chó là bán. Ôi các bạn, giờ ngứa tay quá, giờ không có gì để săn hết rồi mình chơi luôn với anh cho đi ra đón. Giờ bán à, giờ bán gì đi? Mình bán mục đích đi. Ngứa quá, ngứa. Bán gốc cây nha, mình giờ bán gốc cây thử nha. Đừng bán cây vừa phải á. Vậy hả? Bắn sao vừa phải rồi hả? Cây nhỏ nhỏ đó. Hết đạn à? Không có hết, không hết. Hết đạn rồi. À chưa kính, chưa kính. Dạ. Rồi. Trời ơi. Anh ơi. Trời ơi. Chúng tiếp tục. Giữ. Trời ơi, đã quá đã. Đã các bạn, đây là chúng thiệt nha. Sinh viên đi du học các bạn. Má của tôi cầm súng thiệt đi bắn kiểu này sinh viên kiểu gì đây. Anh Quang đâu lại đây nè anh Quang. Đứng xa quá vậy, súng lục nè bắn cho hết tiếc nồng luôn hả? Bắn mà nó giật người. À. Có đạn không? Hết rồi. Hết rồi hả? Qua hết đạn chưa? À anh Vương đâu vô đây, đứng luôn nguyên hàng lên bắn cho nó đã nè. Vô. Giờ bắn gì không? Cây này bắn thôi chắc ve luôn á. Rồi thử bắn nha ha. Do. Rồi giờ anh Vương bắn nè. Nó dần chơi nè. Trời ơi. Ok mà đi fan hả? Dạ. Mượn. Ở đạn đây. Trời ơi. Đạn đâu? Thế là chưa đã nhà rồi đó, vô lấy tiền. Mãi. Trời ông Vương chơi liên thanh, ông giấu vô liên thanh mình ổng. Vãi thiệt. Có bằng đạn tính bắn heo thôi. Trời ơi. Đã chưa? Đó em thấy không? Thấy dân chơi vương phạm chưa? Má dân chơi này không có chơi kim cương hộp sàn cho súng. Chơi mà đai mình bôi mất hồn luôn mà. Đai mình bôi đang sửa súng. Nghe liên thanh xong khó chí cười há há rồi súng xịn. Nóng luôn à hả? Nóng lắm. Quẹo đầu luôn à. Đấy nữa anh. Rồi kiểu này xong rồi. Trời ơi, nhắn gió trúng luôn. Phê quá phê. Đi thanh đâu? Về nhà lấy, giờ không đủ đạn. Ở Dương bắn này thấy nó giật giật ghê quá. Cây này cháu Khoa bắn đi, cây này đấu gì đâu. Thử luôn, đây đây bạn thử luôn. Thử đi. Có đạn đó nha. Lên đạn chưa anh, lên đạn chưa? Ôi ôi. Má nó to chó. Mạnh thiệt. Trời ơi. Xuống. Có nhắm vào cái red dot á. Red dot này có nhìn vô cái này nè. Thấy không? Xuống à. Bắn xuống dưới nước, đừng bắn trên. Chúng ok. Trời ơi. Má súng này súng gì anh sao to dữ vậy? Đẻ quá vậy? Cây này là cây của lính Mỹ, còn cây nãy là cây của lính Việt Nam với Trung Quốc. Trời ơi, thấy đẻ chưa các bạn? Chờ anh cho đi đặng. Lâu quá, trời ơi lâu quá. Thôi đừng chạy ngang mang. Ok. Rồi. Ai bắn anh lập ra bắn. Để em cầm cái này có đạn đó nha. Có đạn. Lấy đạn luôn em ơi. Nè anh thử lại cái cây này đi. Bắn đã
lại cây đó đi. Đánh này đây đây. Mạnh nè. Nãy giờ anh vô đi anh sửa cái cây súng nó không bắn được hơn mấy chục viên rồi. Chơi khẩu này mới mạnh nè. À. Đây cho con đi cho đợi anh chơi khẩu này luôn mẹ cho nó hành tráng. Đó. Rồi. Mai đi bác sĩ thăm lỗ tai. Trời ơi. Ừ. Mẹ. Bắn xuống dưới nha, chửi xuống có cái red dot á, chửi xuống dưới đất. Thôi. Ờ. Rồi. Tiếp liên thanh luôn. Bắn liên tục luôn đấy. Cho dừng nhân người luôn á. Liên tục luôn. Ủa cây bự thế mẹ bắn không chung. Mẹ chung. Đúng cây thấy không? Đồ cái laser đẹp quá mẹ. Có laser mà bắn không chung là sao? Cái mẹ. Chửi xuống nha. Coi coi chơi chơi con mạnh chơi con mạnh. Chơi coi coi anh con anh vừa đặng chơi là súng luôn nè. Đó. Chỉ xuống dưới đất. Cao thương cao. Lại đây xì laser. Rồi. Cao thương cao cao. Try one time. Oh. Try the laser. You see the. Để. Con anh cho đi. Phải ha. You see the laser boy. Rồi. Oh. Em phun lửa luôn. Dễ mang. There you go. Oh. See? Thì bắn không bắn xong á, đèn xong con lốc để dưới này. À, ghê vậy chơi súng luôn ghê quá. Chơi súng mà. Ok. Nghĩ là người ta không câu cá được giờ mình đi bắn cá. Đó, lấy gì chết cá quá trời chết rồi các bạn. Chết nổi. Đồ cây này đã mà. Cây này mua cây này được rồi bên đây. Yeah. This good. Coi này nhiêu tiền anh? Cái này nhiêu tiền? 3,000 à. 3,000 hả? Ủa không, cây này 3,000 lộn. 3,000. Cái loại mà nó liên phanh cái này liên phanh được. Em phải bỏ cái cò vô, em để cò trong nhà rồi. À. Dạ. Ồ khẩu này mấy trăm triệu. Dạ. Mắc hơn cọng dây chuyền. Tại vì em khóa nó lại em đâu để, tại vì cái đó nó register, em mà để mà ai lấy cái đó thì vô tù. gần 800 triệu. Trời ơi. Anh đầy luôn á. Má ơi. Mấy khẩu lăng này là muốn ba mươi mấy triệu, cái thánh giá này có 30,000 à, thua cái cọng súng của tôi. 800 triệu. Trong mấy ba mấy ngàn bằng thôi. bằng giá hả trời ơi các bạn, đây là dân chơi nè, không có chơi kim cương sao, chơi súng không à. Ừ. Chơi này lần tỷ á, trời ơi nút này sao. Ồ, khói rồi nha anh, giờ đạn khói rồi. Ghiền rồi đó, khi anh bắn là phải làm gì các bạn, có lần giờ đã ghiền mà khói Vương biết còn một viên cuối cùng. Trời, bắn rồi đã rồi để cái này là nó để nó một năm nó mới hết viên. Dạ, cái này không phải ngàn mấy nè. Cái này là cái lính Mỹ nó xài nè. À, cái chỗ ngắm không phải ngàn mấy đô á hả? Ừ. Đù, súng này bắn người banh sát pháo là đúng rồi. Ừ. Hồi nãy cái lạc của Vương là bao nhiêu viên? Chắc hai mấy viên à. Em bỏ cái đó mới đã. Là phát hai mấy viên luôn á hả? Đó hồi vô lấy cho mọi người bắn. Đây bắn phát hai mấy viên luôn. Bắn hết đạn rồi. Trời má ơi, chưa được 3 giây hết hai mấy viên. 3 giây đâu vậy? Nó 30 giây. Mấy viên bao nhiêu tiền Mỹ tiền Việt Nam? Viên có đô à. Viên có đô à. À, viên đô 20,000. Ok các bạn thôi, nhưng mà review bạn coi bắn súng tham quan rồi coi bắt heo rừng ai người không có thì bắn cá. Đúng rồi. Người ta đi câu cá mình đi bắn cá. Rồi giải tán các bạn. Rồi nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ nữa, mình còn review thứ hai hấp dẫn hơn, bây giờ sau giờ kết thúc anh Vương Phạm nhiều thứ hay ho hấp dẫn quá.